Chào các bác xem video nha. Em chia sẻ cho các bác một loại thuốc đặc trị nhện trắng mà rất nhiều các bác gọi điện nhắn tin cho em. Có thuốc nào trị nhện trắng hiệu quả cao? Đấy, nhiều bác chưa kiếm được sản phẩm nào chất lượng trị cả nhện trắng, nhện đỏ và trị cả sâu các bác nhé. Chúng ta chỉ cần dùng một loại thôi là trị cả các côn trùng, đặc biệt là nhện trắng và nhện đỏ. Và thuốc này rất là mát nhé, phun được cả hoa, đọt non và trái non. Đặc biệt là phun được trên cây hoa hồng. Cây hoa hồng thì nó rất là lá rất là mẫn cảm, những loại thuốc nóng. Đây là dạng sữa cho nên rất là mát. Chúng tôi đã cho rất nhiều nông dân đã dùng trên cây hoa hồng và trên những cây rau màu, cây ăn trái đang có đọt non, hoa và trái non, rất là an toàn, không bị nóng, không bị cháy. Thuốc có tên là Fear 500 SC, hàm lượng rất là cao nhé. Thành phần này Defentiron 500g trên lít, dung môi phụ da 500g trên lít, đặc trị nhện hại cam quýt, thể tích thực là 250ml, đăng ký phân phối là công ty trách nhiệm hạn đầu tư phát triển Ngọc Lâm, Hoàng Mai, Hà Nội, nhưng mà sản xuất ở Long An các bác nhé, sản xuất tại công ty Long Hiệp này, bên Đức Long An này. Rất nhiều công ty có thành phần như này nhưng mà phụ gia của mỗi công ty khác nhau. Chúng tôi đã thử nghiệm rất nhiều các công ty khác nhau có thành phần như này nhưng mà duy nhất sản phẩm Fear này là có phụ gia đặc biệt các bác nhá, là diệt được nhện trắng. Các bác mới phun thì các bác pha một chai 250ml này cho 400 viên nước là 2 phi đấy, phun ướt kỹ cây trồng, phun ướt kỹ càng tốt để thuốc nó tiếp xúc và nó diệt nhện mạnh nhất. Và khi mà chúng ta phun lần 2 rồi á, lần 3 rồi chúng ta sẽ tăng liều lên. Nếu bị kháng thuốc tăng liều lên là một chai này cho 300 lít nước. Có nghĩa là chai này chúng ta pha từ 300 đến 400 lít đều được các bác nhé. Đây này, thuốc đăng ký cây trồng này, cây có múi, cam, nhện đỏ. Pha từ 5 đến 8 ml trên 10 lít nước. Phun ướt đều tán cây trồng khi nhện xuất hiện khoảng 3 đến 5 con trên một lá. Thời hạn cách ly 7 ngày. Thuốc này có thương hiệu Mekong. Trên này có logo của nhà sản xuất Mekong. Đó, để tránh hàng giả các bác nhá. Mua đúng hàng. Chai rất chắc chắn. Đấy, bác nào có nhu cầu mà diệt nhện trắng này, nhện đỏ và một số loại sâu mà không nóng thì các bác có thể mua sản phẩm này để áp dụng cho nông nghiệp, đạt quả cao, tiết kiệm. Và bác nào mà không biết chỗ mua, chỗ các bác không có thì các bác có thể liên hệ với shop online. Chúng ta đặt hàng trên shop online nhé. Chúng tôi sẽ ship tận nơi cho các bác sản phẩm.